cái thuốc là gây nghiện là tramadol này nhớ không? À, thì tramadol nó chính là một trong những thuốc gây nghiện, mà thuốc gây nghiện sau này bạn thấy cái từ này rất là quen là opioid. Nha. Opioid đây là thuốc gây nghiện. Và đầu tiên thì cái ông là Friedrich Wilhelm này, ổng là cái người mà trong một lần vô tình thì ổng tìm được cái nhựa cây, cái nhựa cây 33V soliferum này nè. Thì cái nhựa này thì nó vô tình và giúp cho ổng làm giảm được cái triệu chứng gọi là chúng ta là đó, lúc đó là vô tình hút thuốc lá thì thế thôi, thì mới là nó tăng, nó giảm đau cực kỳ, nhưng mà cực kỳ hiệu quả ha. Và một viên được ra đời từ cái việc là chiết xuất từ cái nhựa cây, nhựa thuốc vị này, thì thực ra là từ quả cây ăn túc á, từ cái hoa, cây ăn túc á, cắt ra lấy mũ ra đó, cái mũ cái nhựa cây ra, mình lấy cái đó chiết xuất và thành phần một viên tự nhiên từ 9-10% trong đó. Thì một viên có tác dụng là gì? Thì đối với lại tác dụng lên thần kinh trung ương thì ở liều thấp liều cao gì nó cũng tác dụng thần kinh trung ương hết. Dùng một cái thôi là mình thấy rằng là nó ảnh hưởng lên liền. Và như vậy thì nó sẽ gây tình trạng lệ thuộc thuốc và gây nghiện. Cho nên người ta mới nói cái gì? Ma túy không được thử dù chỉ một lần. Những cái khác các bạn thấy là có thể thử, đúng không? Có một số cái cuộc đời, nhiều khi người ta nói á, cuộc đời mà cứ thử đi em. Ừ, thử, trừ thuốc nghiện đừng thử thôi. Có một thuốc nghiện là không được thử dù chỉ một lần. Nha, cho nên là cái gì mình cũng thử thì đúng. Nhưng mà không phải là cái gì cũng thuốc nghiện mà thử được luôn, không làm được. Thế mấy anh mà cảnh sát á, các bạn thấy có những bộ phim đúng không? Mình cảnh sát hay gọi là quá trình mà đi điều tra thuốc viện xong rồi anh ấy phục vụ cái cắn á, xong rồi làm gì anh ấy tay người thật nên đến người không có chuyện ở đâu đó, không có chuyện ở đâu nhá, thì làm cái việc chuyên nghiệp đó từ đây không có chuyện trong ngành trong nghề mà công an làm đâu. Tại vì sao? Một tí xíu đó không thôi á là đủ quy tù rồi chứ đừng nói chuyện. Nhưng mà gì cái lượng đó mình lấy ra cái chất biến nó mất cái lượng đó đi người ta hay sao, đúng không? Nó mất đi là làm giảm, ví dụ như là không hình phạt chung thân là bao nhiêu gram đó, từ dưới chín biến nó tiêu, lúc cân lại ra nó dưới khuôn mặt trung tâm nó mới chục năm thôi, họ làm không được, cái thực ra bóc làm cái gì không có gì mà ấy đấy ngửi bị đâu, nó thật sự vậy. Tại vì sao? Tại vì cái hồi mà cách đây khoảng là gần chục năm về trước á, là cái ở quận nhất đó là vũ trường nè rất là nhiều, quanh quận nhất đó thôi là vũ trường có ba đầy luôn, công an bắt nhiều lắm. Thì bữa đó thầy đang làm trên bộ môn trên tàu ví dụ thanh khoa dược luôn, thì cái tại vì cái khoa dược này nằm ngay nhất nó quá đẹp luôn, trên tinh hoàng với lại là để dưỡng cấp và tư luôn ngay tại chương hình đó. Thế là tự nhiên bữa đó có nguyên xe ở đâu mấy xe quen luôn chạy trên ngoài khoa dược luôn, vừa xuống xe là bố trí cổng công an rồi rải hết đường lên tới lầu, lên tới bộ môn này luôn, vô tới phòng ban đứng hết đèn có bảy tấm viên thôi, viên màu hồng đi tìm đem vô tiệm bên ta biết nghi ngờ đây là gì thuốc lắc rồi. Amphetamine này đem vô một cái mà lấy ra là kêu mình kiểm nghiệm rồi mình lấy cái viên đó mình bỏ vô cố mình nghiền ra, mình lấy mẫu mình pha với lại là dung môi bỏ vô máy để mình chạy ra mình kiểm tra nó có phải là amphetamine hay không. À, tại vì cái máy quang phổ là mình cần mình chiếu vô, các bạn hình dung nè, ví dụ như là mỗi con người thì có dấu vân tay đúng không, một dấu vân tay định thì mỗi cái thuốc khi mà bỏ vô máy chạy nó sẽ ra một cái phác đồ, cái phác đồ của nó giống như là cái điện tâm đồ của mình vậy đó, nó sẽ ra nó chạy như vậy nè, thì bỏ vô máy bắt đầu nó chạy ra cái hình thù nó có số đàng hoàng, mỗi một anh sẽ có đỉnh cao nhất, đỉnh nó ứng với số mức sóng là bao nhiêu ánh sáng chiếu vô á, thì ví dụ như là amphetamine là ở mức sóng 375 mét thì chẳng hạn vậy, bỏ vô cái đẹp ra đúng mức sóng rồi định tính chắc chắn rồi phải cái này là về cơ bản là anh này chính là amphetamine đó, có thể nhân tốc độ lên làm trong vòng nửa tiếng đến một tiếng hồ là khởi động máy chạy mẫu làm xong thì ra được liền kết luận là in giấy kết luận đóng giấy liền vô cái cối nghiền bột ra đúng không? Đâu có dễ đâu, chút xíu lấy đồ á, lấy xuống gạt hết, gom hết toàn bộ đó hả? Mỗi giấy cân lại bao nhiêu, sử dụng bao nhiêu, cân lại đi tính hết, từng miligam, microgam luôn, tổng lại xong đó hả? Đừng có đứng đó mà lỡ sẽ sớm mất bị đâu có được đâu, chà tinh lắm, bút là đứng nó coi được coi, không hạn đúng rồi, xong đóng hộp xong, ký vào tay, ký hết rồi, đóng vô đồ. Bắt đầu bạn đi xuống lớp đi xuống vậy đó, cho phim đóng cái bài dễ quá ha, ơi bắt xong cái máy thử cái đó có bị nó bắt là làm được hết, nó làm lẹ lắm, bắt chủ trường kia chạy qua cái nó chạy xong nó xác định đúng có amphetamine rồi, cái nó ra lệnh liền, lệnh bắt đem về tạm giam mở người lại đi, thật rèn đi chứ đâu phải là dở,
nên các bạn thấy nhiều khi ủa sao cũng làm lẹ vậy, là vì nó có những trung tâm kiểm nghiệm nó làm liên đó, bỏ máy không làm gì. Thì cái đó là cái của bên chỗ công an, nó gần đâu làm đó. Ví dụ nó công an nó có cái viện khoa học hình sự của nó mà, thầy ơi viện khoa học hình sự công an các bạn đâu phải biết dở đâu, cũng là dược sĩ bác sĩ là cũng đầu ngành trong tỉnh không á. Ví dụ như là thầy vừa thầy dạy có một lớp, thầy dạy hồi xưa thầy có một lớp điểm thi nào, ví dụ dạy đầu vào đó thì học của thầy là 4-5 người pháp y bên dược nha, học đó pháp y bên dược mà đang học trung cấp, bây giờ cũng học liên tâm lên đại học mà, mới học làm gì vậy, cả học mua về chứ thử thuốc này nọ chứ, thử thuốc gì pháp y thử thuốc là sao, là vì liên quan mổ xác ra kiểm tra thuốc hàm lượng thuốc còn trong đó là bao nhiêu, nó còn trong gan chuyển hóa này, trong máu này đo nồng độ được này, là biết thuốc đó là uống bao lâu nè, tác dụng thế nào nè, hay là người đã bị đầu độc hay không nè, đó nó biết chơi ví dụ gan thuốc nó vô đầu độc gan, đầu độc này là đầu bao nhiêu tiết hồ để nó điều tra manh mối, đó bắt đầu tiếp tục nó tìm là cái thuốc này là ở nơi nào có thì tại nơi nào có thuốc độc mà là có kiểm soát thì nó biết ngay hết là à cái này là của nhà thuốc, tất cả bệnh viện này là một bệnh viện là được phân phát đi, bắt đầu rải quân xuống kiểm tra từng nhà thuốc từng cái bệnh viện đó, cái lượng thuốc còn không nó kiểm tra hết đó. Thì dạy hồi xưa là quá trời luôn, pháp y không á, nhiều pháp y bên bên dược nha, bác sĩ pháp y, bác sĩ pháp y là khác nữa rồi, cho nên là trong cái viện khoa học hình sự của công an là biết không, là biết lắm luôn, cho nên cảnh quan người ta gần đại học y dược của đó thì người ta chạy qua đây, chứ còn ví dụ mà nó gần bên chỗ viện khoa học hình sự người ta là người ta cầm mang cầm mẫu về viện khoa học hình sự nó liền, nó làm liền ra đó, nó ta quyết định tạm giam bắt là cái đẹp đẹp liền, cho nên là đúng thiệt là cái đó làm Việt Nam mình giỏi lắm các bạn, thực sự này nó cũng làm thôi, biết làm cái cấp một nó làm đi. Thì đó là nói là cái chuyện là mình học á, đi dọc dược là không phải nói công an không học nha, học hết bác sĩ ta học hết đó. Thì cho nên mới nói cái chuyện là cái mấy bọc phim này nè thì không có được mua, đừng mua là có chuyện liên nó bị liên á, rồi ví dụ cho bệnh viện đi, bệnh viện là khi cấp thuốc như mình đã nói là rồi cấp phát mấy thuốc này nè là sở y tế sẽ cho bệnh viện đó được đăng ký là nhận bao nhiêu ống thuốc tiêm, à nhận bữa nay đợt này là nhận 100 ống phải đi giải vì sao 100 ống, năm ngoái chỉ đăng ký 80, năm nay nhận 100 ống thì cái số lượng bệnh tăng gì đó tăng lên, lấy 100 ống về bỏ vô tủ, tủ nó quá gọi là tủ nó tủ kiểm soát thuốc độc A, một phim được gọi là thuốc độc A, mình có thuốc độc A, thuốc độc B, ha, rồi cho nên mình phải phân ra và kiểm và quản lý cái tủ thuốc độc đó, phải là dược sĩ đại học mở tủ lấy kiến nhận giao về ví dụ khoa nào đó, khoa mổ đi gọi là mổ đó, nó cần cái thuốc để tiêm cho bệnh nhân cái giảm đau thì ok nhận bao nhiêu ống ký tên vô trả lên khoa mổ thuốc lên khoa xài xong còn phải trả cái vỏ lại, đem vỏ lại trả lấy cái vỏ mình gom vỏ lại mình trả qua bên chỗ sở y tế, bắt đầu nó lấy sở y tế nó lấy ra nó so cái gì, so số lô, nó kiểm tra số lô nữa, nó dò số lô được trước phát cho anh này số lô này nha, kiểm tra bằng cái ống này mà khác số lô một cái nó hỏi tại sao khác lô, để cái thuốc được cái trước đầu thuốc này ở đâu ra nó truy tiếp đó, để nó không dễ có số lô hẹn xuất khó chứ không thuốc hết nhà tinh lắm, cho nên là cái này mà nói hả là đụng mua nó là không phải là chuyện dễ rất khó, cho nên nó tác động thần kinh trung ương ức chế thần kinh trung ương của mình gây lệ thuốc là cái chuyện của nó gây suy hô hấp ha, suy hô hấp trong trường hợp mình dùng với cái liều hay là nó mạnh để tác dụng giảm đau thì đôi khi là ức chế trung ương ức chế thần kinh trung ương, mà cái gì là nó điều khiển hô hấp của mình, hành não là phía sau rồi này, thì nó sẽ điều khiển hô hấp của mình, cho nên là nếu mà ức chế thần kinh trung ương, ức chế luôn hành não thì lúc đó là cái thở của mình nó không còn điện từ mình điều khiển nữa, nó thở thì nhất gì đó thì mình gọi là bị suy hô hấp ha. Đó cho nên các bạn thấy là có những bộ phim mà người ta cầm cái cây rồi không người ta cầm cái bớt sau cái gáy, tại sao tắt xỉu tại chỗ là bởi vì đánh vô trúng hành não, mà hành não là trung hô hấp, đánh vô đây cái là mình không hô hấp, mình không thở được, mình không lấy oxy được, mà không lấy oxy được liền là ức chế não, là não ngưng hoạt động, là tắt xỉu liền là vậy đó. Hoặc là các bạn thấy có những trường hợp bị té ngược vô trong toilet mà đi bị trơn, cái đầu đập vô trong cái bồn cầu hoặc là trong cái bồn tắm đập vô trong đó là tắt xỉu bị trơn, cho nên đó người ta gọi là những cái trường hợp đó ha, nên mình phải hiểu à là do trung cua nó nằm ở trong hành não phía sau này nè, nó điều khiển và vì vậy nếu mà mình đi buổi trưa đi nắng gắt trời nắng nó phả xuống mình đi về mình khó thở mệt là do mình phải điều khiển cái phần trung cua của mình nè, vì nắng chiếu vô nhiều quá, nên tập nữ tóc dài đỡ để tóc dài lên sau che lại, còn nam mình đi mà không có thì mặc áo lên mặc lên hoặc lấy gì lên che bớt phần sau thoát lại, đó là cách bảo vệ đó. Thì ngoài ra có những thuốc ức chế trung tâm ho
trung tâm ho luôn, ho cũng lại liên quan đến hô hấp luôn, thì có canh codein. Codein, cái codein này với một cái hàm lượng nhỏ, codein vẫn là thuốc gây nghiện nha, nhưng những cái hàm lượng nhỏ thì nó sẽ được dùng trong điều trị ho, cho nên rằng là mình sẽ có những cái thuốc kết hợp, ví dụ như tadpin. Tadpin là thuốc gì? Là thuốc trị ho khan, nhưng mà nó kết hợp tadpin và với codein là nó tăng cường khả năng trị ho khan lên, là bởi vì canh codein là có tác dụng trị ho, hiểu không? Codein bữa sau đúng cái bài tới cái bài trị thuốc ho thì thầy nói thêm nó lại, nhưng mà thầy nói trước codein liều nhỏ thì nó có tác dụng là trị ho, đồng thời kết hợp tadpin hydrat là có tác dụng trị ho, hai này kết hợp một cái tạo ra thuốc là tadpin codein tăng cường khả năng trị ho lên rất là nhiều. Và cái thuốc này cũng lại gọi là thuốc gì? Thuộc danh mục thuốc gây nghiện dạng phối hợp. Bởi vì trong đó có một thuốc gây nghiện là codein, một thuốc thường là tadpin, kết hợp hai đó vô thì mình gọi là thuốc gây nghiện dạng phối hợp. Và thuốc này cũng phải được kiểm soát đặc biệt. Đó, thì nó có một cái dạng bào chế và cái biện pháp đó là neocodion. Viên này nó phải 4-5 ngàn viên, mắc có một vĩ mà 4-5 ngàn mà tốt thì đó là cái mình hiểu. Và codein nhớ dùng là liều thấp rất nhỏ phối hợp với thuốc khác thì được dùng trong điều trị ho nha. Và nếu mà tác động, nó tác động ở trên cái tuần hoàn của mình thì nó sẽ gây độc, gây suy yếu cơ tim, hạ huyết áp, giảm cái mạch máu. Nếu tác dụng đến tiêu hóa thì sẽ gây buồn nôn, ói mửa, giảm tiết dịch, giảm lưu lượng ruột. Về tiết dịch thì giảm tiết dịch trừ mồ hôi. Nó tóm lại là nếu những cái này mà dùng liều nó hơi cao á, làm bị nó tác động liền. Và vì vậy các bạn có thấy những người người ta giết người không? Ta giết tù mà gọi là tù mafia, tù liên quan đến buôn bán, nó bất viện á, giết người bằng cách gì? Nó tiêm liều cao một viên vô, nó tiêm liều cao một viên á. Mày không nghe lời tao phải không? Tiêm cho liều mà liều một viên mà tiêm liều cao, lập tức tiến sĩ bị gì? Suy hô hấp, tuần hoàn tim đập loạn, huyết áp tăng lên tụt xuống đột ngột, nôn mói tại chỗ rồi mới chết thôi. Đó. Chết vì chết cái đó là kinh khủng lắm, tại vì nó dày vò cơ thể cho là đau đớn thực tế cái phần đó, nên mấy thuốc viện mà nó giết được chỉ cần tiêm một viên thôi. Rồi cái đó là mình thấy là nó rất độc. Rồi về cái chất độc thì thôi, nó ức chế, biết cái chất này nè, chất B là chất gì, là prostaglandin đó, ức chế biết là cái chất prostaglandin, cho nên nó giảm đau, mà nó ức chế mạnh lắm, cho nên là nó sẽ giảm đau rất là mạnh. Rồi mấy cái này thôi, coi qua sơ thôi chứ không cần. Về độc tính, mạng tính, độc tính à. Về cấp tính là nó sẽ rất là nhanh, hôn mê, hạ thân nhiệt, co đồng tử, khó thở, trụy tim mạch gây chết. Là cái liều này, liều mà mình dùng cái liều cao này đây, liều chết nè, 0.1 tức 0.5, 0.3 gram. Cái liều 0.1, 0.3 gram là bị bắt rồi, bỏ tù mấy năm rồi à. Mà lấy cái này mà đi chích cho mình một cái à, là mình thấy mệt rồi, không? Nhưng mà gì, bằng cách nào đó mình phải dùng là xúc ruột nè, rồi lọc máu nè, nói chung là mình dùng cái chợ cái thuốc mà đối kháng với lại một viên á, methadone là thuốc mà đối kháng một viên nó vô thì nó có tác dụng là chống lại cái một viên này, thì lúc đó nó mới giúp cho mình phục hồi hô hấp. Cho nên bạn thấy là ở trong mấy cái trạm cây nghiện đó, mấy chỗ là trung tâm cây nghiện đó, mấy trung tâm cây nghiện đó là đâu phải là mình muốn làm trung tâm làm đâu, mấy trung tâm đó là cũng anh quân đội với công an không à, mà mấy anh đó là anh sẽ có sân sau. Sân sau là gì? Có mấy công ty dược phẩm xây ra thì anh làm gì, anh phân phối thuốc methadone là thuốc mà nó gọi là thuốc để cai nghiện đó. Đó, mỗi một anh nó chỉ cần một công ty thôi là anh nắm rồi. Tại vì sao? Thuốc này của nhà nước trả tiền miễn phí mà, vô cai nghiện là miễn phí, đúng không? Là phát thuốc cho xài. Thuốc này thì cứ là hàng này phải là hàng chỉ có đọc đặc quyền thôi, lấy về bán cho kia là cứ một chiều à, ông này ông lấy bao nhiêu có bao nhiêu hô giá lên hay đứa trả tiền mà đó, độc quyền vô thướng lắm nha, anh thật một mạng với lại không cần được cái đó. Nhưng mà mấy anh mà ở trong cái cây nghiện thì anh không bao giờ thích thuốc này, tại vì thuốc này nó thích vô cái là nó phản ứng ngược lại, với là nó làm cho thuốc đó là nó phải đến cơ nó khó chịu lắm. Anh này nó ức chế lại, nó không cho mình lên cái cơ đó, nó cái kiểu mình bạn hiểu cái gì không, mình muốn cái gì mà cản cản mà nó kiểu đó nó khó chịu lắm, nó phản lại nó phải tác dụng lại mà nên ức chế lại, nên anh kia kia nhét thuốc lại anh không có gì uống, cái kia uống anh chạy đợi uống mà không uống, cho nên mỗi lần uống thuốc là phải canh anh uống đó, thì để là để cho nó gọi là cai nghiện cho nó bớt đi, thì nó giảm đi chứ. Thì cái B
methanol nó cũng là thuốc gây nghiện, nhưng mà cái kiểu gây nghiện của nó là cái kiểu nghiện nó kiểu nhẹ hơn, cho nên nó dùng cái nhẹ hơn đó để chống lại cái nghiện mạnh đó, nó giảm dần từ từ, và đến khi mà nó giảm được cái chứng nghiện của morphine thì nó qua đó. Còn cái kiểu nghiện của methanol bây giờ nó sử dụng cái thuốc khác để giải độc ra nữa thì nó giảm dần từ từ đó. Chứ cũng đâu có dùng giữa nhà chói tay chói chân lại nó đâu, nó không dễ đâu, nó bằng hạ là sao, cho nên là trong cái chạy gây nghiện là nó giảm. Rồi mình thấy được con người xăm sâu của anh chỉ là tiền không, nên đố ai mà vô được cái chỗ mà không phối thuốc cho cũng như thuốc đi đâu chỉ có mấy anh xăm sâu thôi. Rồi nếu mà trường hợp mà thiếu thuốc nè thì cái kích động lo âu run rẩy co giật tim nhanh rối loạn tiêu hóa của nó, nên là phải có thuốc vô, mà không có thuốc thì nếu mà dùng cái liều mà anh đã dùng cái liều mà liều mạnh rồi mà không thuốc anh là kinh khủng lắm, anh có thể cảm tử vong sợ cái lời chịu lắm. Thông thường cái này sẽ phải đưa lúc tú là làm người ta xúc xúc một lọc máu để giảm bớt. Rồi mình sẽ đi tiếp tục sử dụng thì trong cơn đau dữ dội cấp tính, đau hậu phẫu, đây là cái thì bên cạnh cái vấn đề là một phim nó có những cái gọi là gây ngộ độc, gây gọi là gây nghiện, thì một phim nếu được sử dụng đúng cách nó lại có một tác dụng rất tốt, đó là tác dụng trong những cơn đau cấp dữ dội, ví dụ đặc biệt đau ung thư, đau ung thư hay là đau do phẫu thuật não nội tạng, thì lúc này bắt buộc là bác sĩ phải cho người nhà bệnh nhân ký một giấy cam kết là đồng ý sử dụng morphine trong điều trị phẫu thuật hoặc là trong điều trị ung thư. Lý do vì sao phải ký giấy cam kết bởi vì rằng là nếu như mà phẫu thuật thành công, cái người bệnh này sẽ bị đi mua cái hàng là bị gì nghiện thuốc, và nó phải đi cái cải tạo điều này, đi điều trị điều này, thì bắt buộc phải ký như thế này. Có nhiều anh mà anh nói với thương lắm, ủa rồi ký vô thì người nhà dùng cái này, người nhà bị nghiện sao, cái việc đó cái chuyện nghiện không nghiện nó quan trọng, nhưng mà cái chuyện cứu sống nội không thì nó là quan trọng đó kia. Nên là giữa cái việc đó thì bác sĩ sẽ ưu tiên cho cái việc là dùng thuốc giảm đau để mà điều trị cái nghiện, thì những cái điều trị về ung thư hoặc là giải phẫu cho cái chuyện ca giải phẫu nặng thì là có chuyện nghiện cho nó trọng nó giảm được giữ mạng sống thì là đó, nên bắt phải ký. Rồi trong cái tiền mê trong giải phẫu thì ví dụ không tính cái kg cân nặng, tiêm dưới da, tiêm bóc, tiêm SC là tiêm dưới da, IE là tiêm bóc, cộng với atropine là giảm phân tử nè, atropine là giảm cơ tử, scopolamine là giảm cơ ha, thì đây là vừa chống say tàu xe luôn nè, hay chống nôn, chống gì nè. Thì đối với morphine là chống chỉ định trong suy hô hấp, suy gan nặng, đau bụng, chưa rõ nguyên nhân, co giật, độc rượu, và tính lại thì để morphine thì nói cho bạn hiểu cho biết thôi, cái đời nào thấy nó đời nào xài được đâu, đấy đúng không? Cuộc đời với bạn cũng chẳng cần phải biết nó làm cái gì, cũng chẳng cần biết gặp nó làm cái gì, cũng chẳng cần phải xài làm cái gì, tức là không cần biết nó cũng được, mà tại vì có bài học thì học, ta biết một phim ta nói một phim thì biết thôi, nói thiệt bạn em biết làm gì, không có xài nào biết đúng không, có bán nào biết, có được từ đâu biết, nói thiệt bạn chỉ có cho bệnh viện bạn làm cái phòng đó mà khi nào mà học cái gì sẽ đi học rồi bạn quản lý cái co đi, quản lý gì mệt nó đó đi, không có lo gì trơn, nó lỡ mất nó bị cái gì tù đi giải trình cũng hoàn đó thôi, cái này thôi cần ha. Đây cô đi giảm đau yếu hết dụng trị ho oxy cô đông khi được rô bọc phôn, anh những cái này tập cho biết thôi, phôn cô đinh nhưng mà phôn cô đinh được sử dụng trong cái là thuốc nè đó giảm ho nè ha. Như vậy cái cô đi in nè với cái phôn cô đinh này thì bạn thấy được nó sẽ sử dụng trong thuốc trị ho nhiều rất là nhiều cái con, tại vì nó là ít gây lệ thuộc thuốc nè, thì mấy anh này được sử dụng trong việc tích hợp thuốc để mà giảm đau cái gì ho. Rồi methadone nè, đó em methadone này nãy tôi nói nè, thấy không, điều trị cai nghiện nè, tác dụng thì tương tự như là một phim nhưng mà được dùng điều trị cai nghiện, bởi vì là sao, nó có những cái tác dụng nó ngược lại với là cái một phim, cho nên là cái gọi là cái triệu chứng đó, ngược lại morphine dùng tốt hơn là được dùng trong cai nghiện. Fentanyl được dùng nhiều trong các bệnh viện dạng tim, được dùng trong thuốc an thần trong tim này, dùng phối hợp này, anh này dùng nhiều nha, fentanyl là dùng rất là nhiều bệnh viện nha. Cái này được dùng để tiêm giúp cho phụ nữ trong những cái ví dụ như là trong bệnh viện sản cũng có đó, giúp cho bệnh nhân sản mà người ta phẫu thuật bắt con á, dùng này nhiều. Rồi, thì thôi biết cho tôi chứ còn mình không có
có được mua nhiều hơn. Đây mình có naloxone, naloxone, naltrexone, đây là những thuốc mà dùng trong trường hợp gì, kháng morphine là dùng giải độc cấp trong trường hợp giải độc morphine này, tiêm vào giải độc trong trường hợp ngộ độc morphine đó. Rồi đã biết được thôi, nhóm này là nhiều. Ngoài ra còn có một số thuốc như là cocaine, amphetamine, thì đó là một số thuốc. Tại vì sao? Nó sẽ có hai cái dạng, là ba cái dạng. Thứ nhất là dạng thiên nhiên, tự nhiên, thì morphine là dạng tự nhiên, cocaine là dạng tự nhiên, có trong cái trái coca ha. Rồi hoặc là mình có là những thuốc đó thuốc giảm đau gây nghiện mà gọi là tự nhiên. Ngoài ra nó có dạng bán tổng hợp. Bán tổng hợp là gì? Là nó được nó từ những chất hóa học đó nó kết hợp với một vài cái nữa nó sẽ ra được. Và thứ ba là thuốc tự nó là bán tổng thuộc nó là tổng hợp luôn, là như amphetamine đó. Thì amphetamine trong tự nhiên nó không có, mình phải lấy những chất hóa học nó phân phối lại với nhau mới ra amphetamine. Cho nên các bạn, nếu các bạn coi những bộ phim đó, nếu mà thuốc viện mà nguyên chất á, mà lấy từ cái anh thuốc ra ít lắm, không có nhiều. Tại vì nó trồng nguyên vậy rồi, nên nó lấy ra cái nhiều rồi, tiết xuất ra nó không có nhiều. Nhưng mà cái tụi mua thuốc viện nó sẽ làm cái gì? Mà chủ yếu là tổng hợp, nó dùng cái chất hóa học để tổng hợp ra. Và cái tổng hợp ra thằng nào mà cái độ tinh khiết nó cao thì nó bán rất được giá. Và tại sao có cái cũng là dân thuốc viện với nhau, có người bán được, có người không được, không phải là do đó, nó làm cái tin giỏi. Mà thằng nào lấy cái nguồn thuốc viện đó hoặc cái gọi là đặc chất ức, cái độ tinh khiết nó cao thì nó bán giá cao, và là thuốc uy tín trong cái giới giang hồ.